trong tâm có Phật. Tôi không sợ sương sa lớp lớp. Tôi không sợ cát đá trùng trùng. Tim mạch tôi và bạn cùng nhảy, tâm linh tôi và bạn tương dung. Trăm năm hư danh lão hòa thượng. Năm 1840, chiến tranh Nha Phiến bộc phát. Dân tộc Trung Hoa rơi vào cảnh hơn trăm năm khốn khổ cùng cực. Ngoại bang sâu xé, nội loạn không ngừng, dân chúng không nơi nương tựa. Lịch sử trăm năm dâu bể đã tạo thành một bậc cao tăng trăm năm khó gặp, Hư Dân Hòa Thượng. Lão Hòa Thượng Hư Dân được xem là ngôi sao bắt đầu của Thiền Tông Trung Hoa thời cận đại. Ngài sinh năm 1840, thọ 120 tuổi đời. Từng sống qua năm triều tứ đế, nếm đủ mọi gian nan thử thách của cuộc đời, cũng từ đó mà tạo nên một truyền kỳ hiển hách cho Phật giáo Trung Hoa thời cận đại. Lão Hòa Thượng Hư Dân xuất gia năm 19 tuổi, 101 năm trường, sống trong chốn thiền môn. Ngài vẫn mang hạnh nhất bách thiên gia phạm, cô thân vạn lý du, làm những việc khó làm, nhẫn những việc khó nhẫn, trên vai gánh vác mạng mạch của năm dòng thiền Trung Hoa. Ý chí kiên định, lòng từ bao la, hình ảnh ngài đã thể hiện rõ là một phong thái cao thượng, vô tư vô quý, vô dục vô cầu của thiền giả. Tiêu phủ ở Tuyền Châu. Và một đêm mưa gió bão bụng, phu nhân ngài Tiêu Ngọc Đường, tri phủ Tuyền Châu, tỉnh Phúc Kiến trở dạ. Không ngờ lại hạ sanh ra một bọc thịt. Phu nhân kinh hãi mà chết. Tiêu Ngọc Đường căm phẫn sai người bỏ đi. Khi đó gặp một ông lão bán thuốc, liền xin đứa bé dùng dao cắt bọc thịt ra. Đó chính là chủ nhân ông của bộ phim này, Hư Dân Lão Hòa Thượng. Ba năm sau, nội ơi, ngày nào nội cũng đọc hết, nội đọc cái gì vậy? Đọc kinh. Đọc kinh khó hay là đọc sách khó? Cái này cần gì phải so sánh, còn nhỏ đương nhiên phải đọc sách rồi. Đọc kinh làm gì ạ? Con còn nhỏ, nói ra con cũng không có hiểu đâu. Ta hả? Ta đang đọc kinh cho mẹ con. Đây là mẹ con ạ. Con khờ lắm. Đây là Quán Âm Bồ Tát, nhưng mà mẹ con nhìn kỹ rất là giống Quán Âm Bồ Tát. Lão già, ngài vừa làm cha vừa làm mẹ thật vất vả quá. Hay là như vậy, ngài nạp thêm tỳ thiếp đi. Ta cũng nghĩ qua, nhưng ta và phu nhân rất thương yêu nhau. Nàng đã vì họ Tiêu của chúng ta lại phải ra đi sớm. Ta đây cũng là vì cổ nham mà. Lão già, ở dưới Cửu Tuyền phu nhân cũng sẽ hoan hỷ thôi. Được rồi, chuyện này đến khi đó rồi tính ha. Lão già, ngài nghe tôi nói đó. Nội ơi, nội nói mẹ con bây giờ đang ở đâu? Mẹ con hả? Mẹ con là một người tốt, đương nhiên là sẽ ở trong thế giới cực lạc rồi. Thế giới cực lạc ở đâu ạ? Rất xa, rất xa. Con có thể đến thế giới cực lạc không? Được chứ, chỉ cần một lòng hướng về Phật, tích đức hành thiện thì có thể tới thế giới cực lạc. Vậy thì sau này con sẽ cùng nội cùng nhau tụng kinh niệm Phật. Không được, con còn nhỏ, phải siêng năng học hành. Tương lai con phải thi cử nhân thì tiến sĩ, đỗ trạng nguyên, rạng rỡ tổ tông. Và con còn phải lấy vợ nữa chứ. Con không lấy vợ đâu. Cháu khờ lắm, không lấy vợ làm sao nối dõi tông đường và tiếp tục hưng quả mạng mạch của họ Tiêu chúng ta chứ. Thôi thôi thôi, nghe bà nội đọc kinh đi. Nhất bái thiên địa.
nhị bái cao đường. Phu thê vào bái. Năm năm sau, lão gia, ngài lại lo lắng về chuyện của thiếu gia. Nè, ngài phải chú ý sức khỏe. Cổ nhâm thiếu gia ngày càng trầm mặc ít nói. Nó lại không thích cùng vui đùa với những đứa trẻ khác. Ta rất lo lắng. Mấy ngày trước, chẳng phải từ quê Hồ Nam, lão gia đã nhận về một đứa trẻ rồi sao? Là con của em trai ta tên là Phú Quốc. Nhưng nghe nói nó rất nghịch ngợm. Trẻ con dùng thôn quê mà. Ta mang nó về, chính là để nó vui chơi cùng Cổ Nham, học cùng Cổ Nham. Như thế mai ra, sẽ khiến cho Cổ Nham vui vẻ một chút. Vị công tử, lão già thật phải mất nhiều công sức. Em bên cửa nhà em bắn có chính xác không? Sao bắn chim chích của Quỳnh? Chim chích bay đầy trời đều là chim quan, tại sao lại là của Quỳnh chứ? Nó cũng là một sinh mạng, em giết nó thì nó sẽ chết, mẹ của nó chắc chắn sẽ rất đau lòng. Em thật là tàn nhẫn. Sợ Quỳnh luôn. Giết chết một con chim chích, mẹ nó cũng biết đau lòng sao? Thiệt là... Quỳnh cỡ nhà em, thôi bỏ đi. Em vẫn chơi với Quỳnh và học cùng Quỳnh nữa. Không cần em đâu. Thôi Quỳnh cỡ nhà em. Quỳnh cỡ nhà mà chơi với em đi. Sau này em không giết chim nữa đâu. Tụi em theo tôi, không phải tôi cần em đâu, hiểu chưa? Không có đi với Quỳnh em không có nơi nào đi. Em đi theo tôi thì phải đáp ứng được những điều kiện sau đây. Dạ. Ngoài việc bắn chim chích ra, em còn thích làm gì nữa? Em hả? Em còn thích bắn tổ chim nữa. Sau này em không được bắt tổ chim nữa. Dạ. Em còn thích làm gì nữa? Em thích mò cá dưới sông. Từ nay không được mò cá dưới sông nữa. Còn thích làm gì nữa? Em thích đi ngủ. Cũng không được. À, cái này không tính. Vậy em có thích học không? Em không có thích học, em trốn học hoài à. Quỳnh cũng vậy, Quỳnh cũng thích trốn học. Nhưng mà Quỳnh chưa trốn lần nào hết. Đến trường với Quỳnh nha. Dạ. Có biết múa con bắn súng không vậy? Không biết, chỉ biết chơi súng cao su thôi. Đó chỉ là trò chơi trẻ con, sao mà có thể ra trận giết địch được? Xem ta đây. Cổ Nham, quay lại đây. Cổ Nham, thầy chưa có đến. Quynh dạy tụi em đọc viết trước đi. Đúng rồi, Quynh dạy chúng em cách đọc viết đi. Được thôi. Quynh sĩ kỳ giỏi quá. Không cần phải nói. Nè, Tiểu Mập à, ta phong cho ngươi làm tả tiên phong. Tiểu Tam mới là hữu tiên phong của ta. Ngươi có đồng ý không vậy? Đồng ý luôn. Tả tiên phong? Có. Hữu tiên phong? Có. Các ngươi có biết thầy giáo mới của chúng ta sợ nhất cái gì không vậy? Không biết. Sợ rắn nhất á. Chúng ta đi hộ máy đi. Tôi không dám đâu, tôi sợ thầy đánh lắm. Cái gì vậy? Nam tử hán đại trưởng phu thì sợ gì một trận đòn. Thầy tới rồi, vào lớp. Tiêu Phú Quốc, con nhìn xem con viết cái gì đây. Con phải học hỏi Cổ Nham huynh của con chứ. Đây là con rắn. Hôm nay là con rắn, ngày mai là con chuột. Không dạy nổi mấy đứa rồi. Ai muốn dạy thì dạy, ta sẽ không dạy đâu. Trong tâm có Phật, tôi không sợ sương sa lớp lớp, tôi không sợ cát đá trùng trùng, tim mạch tôi và bạn cùng nhảy, tâm linh tôi và bạn tương dung. Đây là con rắn. Hôm nay là con rắn, ngày mai là con chuột.
không dạy nổi mấy đứa rồi. Ai muốn dạy thì dạy, ta sẽ không dạy đâu. Có bản lãnh. Tụi con đã làm thầy giáo giận mà bỏ đi rồi. Phú Quốc, có phải là con làm chuyện này đúng không hả? Không phải. Cổ Nham, con là một đứa trẻ luôn ăn nói thật thà. Nói cho cha biết đã xảy ra chuyện gì. Trong lớp học vô tình có một con rắn chui ra. Thầy giáo thì lại sợ rắn nhất, cho nên bỏ mặt tụi con, thầy đã bỏ chạy. Đúng rồi đó. Thầy giáo sợ rắn nhất cho nên bỏ mặt tụi con, thầy đã bỏ chạy luôn. Ăn nói tầm bậy. Trong lớp học sao lại có rắn bò lung tung như vậy chứ? Có rắn thiệt mà. Đúng là cái lèo lẻo. Tiêu Phú Quốc, con hãy nghe đây. Ta nể mặt cha con nên tha cho con lần này. Nếu như con còn gây rối trong lớp học, ảnh hưởng việc học của Cổ Nham, ta sẽ không tha cho con nữa đâu. Dạ. Nội ơi, đây là sách gì vậy? Đây là Huệ Năng truyện, trong đó nói về cuộc đời của Lục Tổ Huệ Năng. Chứ con mượn được không? Lấy đi mà coi, nhưng mà đừng có làm dơ làm rách nha. Phú Quốc, nghe nói hôm nay á, con mình có thêm thầy giáo mới, hay là mình đi kiếm rắn hù ổng đi? Tôi không dám đâu, bắt tôi đánh tôi á. Đồ nhát gan, làm sao có thể ra trận giết địch, hiến công lập nghiệp được chứ? Nam tử hán đại trượng phu, cùng lắm là một trận đòn chứ gì? Đúng rồi, nam tử hán đại trượng phu sợ gì ăn đòn chứ? Thầy đến rồi. Thấy thầy giáo rồi, còn không chào sao? Vâng, con chào thầy. Ngồi xuống đi. Nghe nói các con học rất giỏi, đã làm hai thầy giáo trước giận bỏ đi rồi. Nếu các con cũng làm cho ta giận bỏ đi, trong thành Tuyền Châu này, e rằng không ai có thể dạy các con được nữa. Bây giờ ta muốn cho các con xem quy củ của ta. Còn chiêu nào nữa không? Đem hết ra đây. Ta cho các con biết, ta là tổ sư gia chuyên quậy phá trường học. Các con cũng không đi nghe ngóng xem. Trong thành Tuyền Châu này, ai không biết Dương Bán Tiền ta? Đã hết chiêu chưa? Hết rồi thì phải nghe lời ta. Quy tắc học đường này, các con phải khắc ghi trong lòng. Ngày mai ta sẽ kiểm tra. Bây giờ ta có hai câu hỏi. Nếu như các con trả lời đúng, thì sáng nay ta cho phép đi vào trong giường mà chơi. Nếu như không trả lời được hoặc là trả lời sai, thì sẽ bị phạt. Thưa thầy, phạt thế nào? Phạt đứng tấn, phạt tọa thiền. Các con nhìn rõ chưa? Miên miên âm vũ nhị nhân hành, chẩm nại thiên bất lâm bất nhân. Giải thích thế nào? Con biết. Bởi vì có một người cầm chiếc dù. Sai. Sai hả? Đi ra ngoài giường đấn tấn đi. Câu này rất đơn giản. Bất lâm nhất nhân. Bởi vì có một người đi trong trời mưa, còn một người kia đi dưới mái nhà. Sai rồi. Không có sai mà. Đi lấy một chiếc ghế, mang ra ngoài ngồi thiền đi. Đến con rồi đó, Tiêu Cổ Nham. Thưa thầy, con cho rằng các bạn ấy đều nghĩ sai rồi, đi vào chỗ bế tắc. Thực ra rất đơn giản, bất lâm nhất nhân có nghĩa là cả hai người đều bị dính mưa hết. Ôi trời ơi, con cũng thông minh đó chứ. Chị ơi, đây là lớp học, nói nhỏ một chút.
Huynh đang làm gì vậy? Luyện công á. Có phải thầy giáp lại phạt Huynh không? Đi đi đi. Tiểu A Độc hiểu gì chứ? Vậy Huynh khỏi nhà em đâu? Ở trong lớp học đang chờ hình phạt. Ý, lão gia ngài đã về. Chuyện gì vậy? Trời ơi, lão phu nhân đang đọc kinh trong Phật đường thì đột nhiên bị xỉu đó. Mau đi mời đại phu. Tôi đã sai người đi mời rồi, sẽ đến ngay thôi. Được rồi, chúng ta hãy vào xem. Cửa nhà mà, Huynh thật là thú vị, thật là tài giỏi đó nha. À, hay là Huynh làm quân sư cho mình đi. Hả hả, Huynh làm quân sư đi, Huynh làm quân sư này đó. À, bây giờ chúng ta bắt đầu chơi ha. Chơi trò gì vậy? Chơi đánh nhau hôm nay không chơi đánh nhau, chúng ta chơi trò cưới vợ. Trò cưới vợ? Đi Nga Anh đó là tân nương của tôi, em gái tôi là tân nương của Cổ Nhàm, còn hai bạn là người Rinh Kiệu. Chị ơi, được lắm, có kiệu ngồi rồi, có kiệu ngồi rồi. Đại phu nói thế nào? Đại phu nói không sao, uống xong hai thang thuốc này, mấy bữa nữa ông ấy sẽ đến khám lại. Con không cần phải an ủi ta, bệnh của ta ta hiểu rất rõ, qua được năm nay nhưng không có qua nổi sang năm đâu. Mẹ, mẹ đừng nói vậy. Sức khỏe của mẹ vẫn còn tốt lắm, chỉ là bệnh cũ tái phát thôi mà. Con cũng không cần phải an ủi ta. Ngọc Đường à, con tới đây, ta có việc muốn nói với con. Con và Ngọc Khiết khó khăn lắm, lớn tuổi mới có con. Ta nhân lúc ta còn sống, con hãy đính hôn cho Cổ Nham đi. Mẹ, con nghe theo lời mẹ dạy. Tam đệ con mất sớm, nhị đệ lại chỉ có một mình Phú Quốc. Ta đang suy nghĩ cùng lúc nên đính cho Cổ Nham hai cô vợ, một đứa tiếp nối việc hương quả cho con, còn đứa kia tiếp nối hương quả cho tam đệ con. Hai người như nhau, không phần vợ cả vợ thứ, con thấy như thế nào? Mẹ, việc này nhờ mẹ định đoạt. Tiểu Nhi Lan đến Học Đường, hiểu thương đạo lễ cảnh sát phong quán kỳ ba kỳ phong quán quán phong cai quán 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 hiểu cha mẹ mẹ. Tiểu Nhi Lan đến Học Đường, hiểu thử đạo lễ cảnh sát phong quán bác kiệu qua thật thật phong quán khi đến đàm gia tiểu Nhi Lan. Chút nữa anh em tới cưới chị, xem chị có mắc cỡ không. Cổ Nhâm từ nhỏ đã rất hiền lành, lại giàu lòng từ bi. Có thể là bị ảnh hưởng của ta, đối với chuyện cổ Phật giáo nghe rất là say sưa. Đây vốn chẳng phải là việc không tốt, ta cũng không nghĩ nhiều. Nhưng mà đứa trẻ này trầm mặc ít nói, trong lòng nó nghĩ gì chưa chắc là chúng ta biết được. Ta suy nghĩ nhiều, nó cứ tiếp tục như vậy, ta rất là lo ngại. Mẹ à, mẹ nói như vậy đúng là đã nhắc nhở con. Con sẽ trông nom nó kỹ hơn. Học Phật, tích đức, hành thiện vốn không phải là việc xấu. Nhưng nếu như tiến tới xuất gia, họ Tiêu nhà mình không có dư người. Mẹ à, mẹ lo nghĩ xa quá. Cổ Nham từ nay không được phép đi con đường này. Hơn nữa, con cũng đã tuyệt đối không để cho sự việc như thế xảy ra nữa đâu. Trong tâm có Phật, tôi không sợ sương sa lớp lớp, tôi không sợ cát đá trùng trùng. Tim mạch tôi và bạn cùng nhảy, tâm linh tôi và bạn tương dung. Nhìn trời nhìn đất cái gì chứ? Muốn nhìn trời nhìn đất thì phải đi lên trên núi kìa. Ê chú Tiểu, tới đánh nhau không vậy? Không có thời gian. Tiểu Hòa Thượng, chú định đi đâu vậy? Đừng đi tới đâu, tôi đi tới đó. Nghĩ là sao vậy? Không biết. Cái này là ma quái gì chứ? Chân đi đến đâu á, tôi đi đến đó. Phải là người đi đến đâu chân đến đó mới đúng. Chúng ta đi hỏi thầy giáo xem. Đi 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 đi. Chân đi đến đâu tôi đi đến đó. Ấy, có rồi.
Nghĩa là sao? Lần sau các con làm thế này, đảm bảo nói không nói được nói nữa. Nói như thế nào? Dạ đúng, nói sao ạ? Nếu như không có chân, chú còn đi đến đâu? Ý, lời này thật là thông minh á. Dạ thưa thầy, thầy giỏi lắm á. Chú Tiểu đã tới rồi. Chú Tiểu tới. Đi, đi, xem thử đi. Chú Tiểu, chú Tiểu tới đây, đây. Chú Tiểu tới đây. Chú Tiểu đi đâu vậy? Nếu như không có chân á thì chú đi đâu? Gió đi tới đâu, tôi đi tới đó. Nó đổi rồi. Sao chú Tiểu này đổi nhanh quá vậy? Lỗi vậy? Là do Tiểu Mập đọc tới đọc lui không rõ ràng chút nào, để cho nó nghe thấy hết rồi đó. Tất cả đều ngốc. Nó đổi, các con không biết đổi sao? Không biết nói rằng nếu không có gió thì chú sẽ đi đâu? Đúng vậy, tụi con không thông minh bằng chú Tiểu đó. Con hiểu rồi, chú ấy nói cái gì á chúng con cũng nên nói. Nếu như không có chân thì chú đi đâu? Nếu không có gió thì chú sẽ đi đâu? Nếu như không có nữa thì chú sẽ đọc nữa mà. Chú Tiểu tới nữa kìa. Đó, thấy chưa? Chú Tiểu tới. Chú Tiểu đi đâu vậy? Làm gì chú vậy? Chú Tiểu đi đâu vậy? Tôi đi vô chợ. Nó lại đổ, nó lại đổ rồi. Chú Tiểu, cho tôi với. Đấy. Chú Tiểu, cho tôi. Chú Tiểu. Đứng lại. Ai dám ra khỏi cổng, ta sẽ phạt đấng tấn 2 giờ. Cổ nhà em chạy đi mất rồi. Lát nữa ta sẽ trừng phạt nó. Tất cả vào lớp đi. Đi thôi. Nè, chú Tiểu ơi, chờ tôi với, chờ tôi. Chú theo tôi làm gì? Tôi muốn chơi cùng chú, làm người bạn tốt với chú. Vì lấy bà, cho nên tôi mới nghèo khổ như vậy đó. Nói như vậy mà không biết bắt cỡ sao? Đánh nhau rồi. Làm sao đi? Bà nói nữa tôi sẽ giết bà. Ông dám, coi ông có dám đụng tới tôi không? Hả? Dám không? Có án mạng xảy ra. Mở cửa đi. Chú Tiểu, chú muốn gì đây? Tôi nghe thấy quý vị cãi nhau, nó muốn giết người, nên thay quý vị mời quan chúng tới đây. Vợ chồng tôi cãi nhau liên quan gì tới chú chứ? Sao lại không liên quan tới tôi? Người chết thì sẽ mời chúng tôi tụng kinh, chúng tôi tụng kinh thì sẽ được cúng dường bì thư. Chú Tiểu này thật quá đáng, vì cái bì thư mà muốn thấy giết người. Đúng vậy, chỉ là vợ chồng chúng tôi cãi nhau, ai nói là muốn giết người chứ? Đúng, liên quan gì chú? Không giết người cũng được, nhưng hãy nghe chú Tiểu ta thuyết pháp. Chú mà biết nói pháp gì chứ? Tán băng có dày nhưng mặt trời xuất hiện thì băng sẽ tan. Cơm canh có nguội nhưng đặt lên bếp nấu thì sẽ nóng lên. Thầm niên tu đắc đồng thuyền độ, bách niên tu đắc cộng chẩm miên. Vợ chồng vì ân ái cho nên mới sống cùng với nhau, chứ không phải tìm một người để cãi nhau nên mới kết hôn. Cho nên phải thông cảm đối phương, đùm bọc đối phương, thành tựu đối phương, chứ không phải hổ tương cãi cọ đánh đập lẫn nhau. Tôi nói xong rồi, phải đi chợ đây. Dạ. Trời ơi, hay thiệt chứ. Chú Tiểu này có từng chiêu từng chiêu đó. Đúng rồi. Chú ấy nói rất là có lý á. Tôi đi nấu cơm đây. Vậy hả? Thôi tôi cũng đi về. Tôi đi xách nước. Thôi hết chuyện rồi. Hết chuyện rồi, tôi về về về. Chú Tiểu à, sao chú nói hay quá vậy? Tôi không có biết, tôi chỉ nói theo sư phụ tôi nói thôi. Nếu nói thêm nữa sẽ bị lộ tẩy. Sư phụ của chú là ai? Sư phụ tôi chính là sư phụ tôi. Thầy trò chú ở chùa nào? Ở Giang Tây, rất là xa. Thầy trò chú đến Tùy Châu làm gì vậy? Bán tranh chữ. Bán tranh chữ? Xuất gia có vui hay không? Xuất gia không phải trò chơi. Anh, nè, chú Tiểu ơi, chờ tôi với. Ê, lão gia đã về. Thiếu gia đâu? Thiếu gia đang học trong thư phòng. Kêu nó tới đây. Dạ. Khoan đã. Ông nói nó đang đọc sách à? Dạ, từ lúc về thiếu gia ngồi đọc sách, đến giờ vẫn chưa để xuống. Để ta đến đó xem sao. Dạ. Cha đã đến. Con đã coi sách gì vậy? Dạ là... Đưa đây. Chuyện Huệ Năng, đây là sách gì vậy? Ta chưa từng nghe thấy. Nói về lục tổ Huệ Năng. Con không chuyên tâm học tứ thư ngũ kinh à? Còn coi những sách vô dụng dơ dẫn này à? Cha làm dơ nó rồi. Làm dơ? Ta còn muốn xé nó ra nữa kìa. Xe này. Cha, cha xé nó cũng vô dụng thôi, con đã thuộc lòng rồi. Vô lượng kiếp về trước,
Quan Âm Bồ Tát đã thành Phật, hiệu là Chánh Pháp Minh Như Lai. Khi đó Chánh Pháp Minh Như Lai nghe quỷ khóc sói gầm. Không được đâu, nữa có nghe khi không? Khi đó Chánh Pháp Minh Như Lai thấy kẻ mạnh hiếp yếu, bi tâm vô tận, dâng trào trong lòng như dòng nước mãnh liệt, chí khí sôi nổi mở rộng ra từ lưỡi thiêu. Im miệng, thằng nghịch tử này, cũng muốn ta đánh con hay không vậy? Mà dương ba tuần, ngày có ngang bàn tay, ngón tay chỉ về 84,000 lượt. Ta cho con đốc nè. Lão già, làm cái gì vậy? Ta lão già, ta phải đánh chết thằng quỷ này, thằng nghịch tử này, ta phải đánh chết nó. Tay cầm nhành dương nước tịnh biến sái tam thiên, ngày cóp ngàn bàn tay, ngón tay chỉ về 84,000 lượt, hoa sen hồng đua sắc. Sao ngài phải làm như vậy? Thiếu gia lớn rồi nhưng chưa bao giờ ngài đánh cậu ấy cả mà. Thằng nghịch tử này, không ngờ nó lại cứng đầu như vậy. Trưa nay Dương Ban Tiền đến báo cáo về nó, nói nó đi theo một chú tiểu, đi ra cả buổi trời vẫn không trở về. Ta đã rất bực mình, ta đánh nó, chẳng những nó không khóc không la mà còn liên tục đọc kinh. Phải chăng nó muốn ta tức chết sao? Nói thật, hôm nay lão già ra tay rất nặng. Cây thước bản đó đánh trên người của thiếu gia, nhưng mà lại đau trong lòng của lão già. Ông nhớ lại xem, cái thằng nghịch tử này đâu phải là ta muốn đánh nó, là nó ép ta đó chứ. Huynh cổ nhà em đó là sách gì vậy? Sao huynh quý nó quá? Em không cần hỏi. Ê, để em ra cho. Không cần đâu, tôi tự biết mà. Thiếu gia, cha của cậu luôn luôn yêu thương cậu. Vừa rồi chỉ là nhất thời tức giận quá, cậu đừng oán giận lão già ha. Tôi không giận cha tôi đâu. Vậy thì tốt. Phải rồi, lão phu nhân cho mời cậu ha. Mau tới bên bà nội nè, để bà nội xem đánh đau lắm không. Con không đau. Nhìn xem, đứa trẻ ngoan, con còn nhẫn tâm đánh nó nữa. Cổ nham mà, con đừng có chọc cha con giận. Con không chọc cha con giận đâu. Bà nội, đây là sách của bà, con trả bà. Làm gì cuốn sách này đó hả? Khi con đến chỗ của bà nội để mượn sách, bà nội có dặn con không được làm cho sách dơ hoặc là làm rách. Cha của con đã ném sách xuống đất mà còn xé nó ra, cho nên... Nhà con, cha trách lầm con rồi. Lão già, sao ngài về sớm vậy? Ây xa, chén cơm này khó nuốt rồi đây. Tại sao chứ? Từ Lâm Đại Nhân ở Lâm Tắc cấm thuốc thất bại, triều đình muốn lấy lòng người ngoại quốc đã đẩy ông ấy đến Tân Cương. Ngày nay khu bờ biển gần như bị người ngoại quốc làm chủ hết. A phiện không ngừng vận chuyển vào, quan địa phương và dân buôn phiện cùng nhau cấu kết. Chức quan nhỏ này của ta thật khó làm, không nhìn thấy là tốt. Không nói chuyện này nữa. Giờ rồi Dương Bác Tiên tìm tới ta. Hả? Thiếu gia lại xảy ra chuyện gì nữa? Chuyện gì thì không, học hành thì đứa trẻ này cũng không sao, chỉ là không chơi với bất cứ đứa nào, như là chơi với một chú tiểu ở nơi khác tới. Hai đứa chơi với nhau rất thân mật. Ông thấy đứa trẻ này có kỳ lạ không chứ? Ông có cách gì thay đổi được chăng? Tiêu gia nhà ta đồng ý chơi đùa với chú tiểu, nói lên cậu ấy thích chú tiểu. Có cách nào thay đổi được ấn tượng của cậu ấy? Thay đổi thế nào? Tôi nghe nói sư phụ của chú tiểu này trước khi xuất gia là một họa sĩ, lần này đến thành Tuyền Châu chúng ta để vẽ mướn kiếm tiền, vẽ một bức họa cho người ta phải trả tiền thù lao, hơn nữa phải trả giá rất cao. Đạo Phật chẳng phải nói tứ đại giai không sao? Một người đã xuất gia còn tham tiền tài như vậy, e rằng không phù hợp. Nói lên phàm tâm ông ta chưa dứt à? Ý ông muốn nói, muốn qua việc của vị hòa thượng này khiến cho cổ nham sẽ sanh ác cảm với người xuất gia. Dạ đúng vậy. Hay là mời ông ta đến phủ và làm nhục ông ta một trận trước mặt công tử. Đây cũng là một cách hay. Nội ơi, con người làm sao phải chết? Con người già thì phải chết. Người chết rất là đau khổ ạ.
bà nội vẫn chưa chết, làm sao mà biết được. Người chết rồi sẽ đi đâu? Đất về đất, nước về nước. Bà nội của con suốt một cuộc đời luôn luôn tích đức hành thiện, chắc là cũng có một kết quả tốt. Bà nội à, khi nội mất rồi có thể gặp được mẹ con hay không? Trong tâm có Phật, tôi không sợ sương sa lớp lớp, tôi không sợ cát đá trùng trùng. Tim mạch tôi và bạn cùng nhảy, tâm linh tôi và bạn tương dung. Nội ơi, con người làm sao phải chết? Con người già thì phải chết. Người chết rất là đau khổ ạ. Bà nội vẫn chưa chết, làm sao mà biết được. Người chết rồi sẽ đi đâu? Đất về đất, nước về nước. Bà nội của con suốt một cuộc đời luôn luôn tích đức hành thiện, chắc là cũng có một kết quả tốt. Bà nội à, khi nội mất rồi có thể gặp được mẹ con hay không? Lão thái thái, thiếu gia, lão gia mời cậu đến phòng khách một chút. Là chú tiểu, sao chú lại tới đây vậy? Nhà của cậu sang trọng quá. Sao ra tốt bằng chùa của chú hay không? Không vậy? So sánh được, chúng tôi ở trong căn nhà tranh trên núi. Xin mời. Vị này là Dương Tiên Sinh, là một vị thầy nổi tiếng ở trong thành Tuyền Châu, người xưng là Dương Bán Tiên. Còn vị này là Ngộ Thiện Pháp Sư, trước kia là một họa sĩ. Ngưỡng mộ. A-di-đà Phật. Nghe các thầy học Phật Pháp là vì để giải quyết sự thống khổ và phiền não của người đời. Con người tôi sanh ra có nhiều tật xấu, cho nên đã gây nên không ít phiền não và thống khổ. Không biết Pháp Sư Ngài có phương pháp gì hóa giải giúp tôi những tật xấu đó không? Tật xấu của tiên sinh vốn sẵn có sao? Đúng vậy, vốn sẵn có. Nếu đã như thế thì mang tới đây cho tôi. Tôi mang gì đến cho thầy? Mang những tật xấu của tiên sinh đến cho tôi, để tôi giúp tiên sinh hóa giải nó. Nói đùa sao? Những cái tật xấu này làm sao có thể lấy ra được? Nếu như những thứ không muốn mà có thể lấy ra được, thì nó không phải là vốn sẵn có, mà là duy tâm sở tạo, giận dữ với người. Sự thật là đem sự không vui của mình hoặc là tội lỗi đến cho người khác mà thôi. Cái gọi là sẵn có bất quá chỉ là tìm cho chính mình một lý do thoát ra thôi. Hơn nữa... Thôi đi, không nói chuyện này nữa. Nghe nói Pháp Sư là người có tu tập, không biết Ngài có tài năng hàng yêu trừ tà không? Nếu như thật có yêu ma, Bần Tăng sẽ hàng phục được. Tốt. Mời Pháp Sư xem. Trên bức tường treo một bức họa, có vẽ một con hổ. Hàng đêm nó đều xuống dọa nạt người ta, làm cho quanh đây đều không được yên. Sao con không từng thấy? Pháp Sư đã có bản lãnh hàng yêu trừ tà, vậy thì nhờ Pháp Sư tiêu diệt nó. Thứ hại người như vậy đúng là phải hàng phục đó. Tâm Tịnh, lấy cho thầy một sợi dây lại đây. Còn đứng đó làm gì? Lấy sợi dây lại đây đi. Không lấy dây làm sao trói được con hổ? Tiên sinh, Bần Tăng sẽ bắt con hổ đây. Nhờ thầy đuổi nó ra đây giùm. Cái này... Tiên sinh, thầy thua nữa rồi. Được rồi. Dương tiên sinh, chẳng qua là nói chơi với Pháp Sư thôi. Ta nghe nói Pháp Sư là người vẽ rất giỏi, có thể vẽ giúp ta một bức khó được hồ đồ để treo ở trong phòng khách chăng? Vậy phải coi ngài trả bao nhiêu tiền đã. Hả? Trắng trợn vậy sao? Ông chỉ vì tiền mà vẽ à? Đúng vậy, Bần Tăng vẽ tranh chỉ vì tiền.
Chẳng phải đạo Phật các thầy nói là tứ đại giai không sao? Sao thầy tham tiền như vậy? Không, chẳng phải là vô. Thật là khó tin. Thầy định lấy bao nhiêu tiền? 5 lượng bạc nén. Được, thầy vẽ đi. Chú Tiểu à, sư phụ chú vẽ đẹp quá. Cổ Nham, con lại đây. Dạ. Người xuất gia thời nay à, trên miệng nói không, trong lòng thì lục căn bất tịnh, cùng với thế giới hồng trần này có gì khác đâu. Thí chủ, tranh vẽ xong rồi. Wow, vẽ xong rồi à? Hoàng gia, mang dạ. tiền tới đây. Trả tiền. Dạ, gửi thầy. Bức tranh này không tồi, nhưng mà nhìn thấy không sạch sẽ. Một tác phẩm phát xuất từ tâm tham cầu lợi dưỡng như vậy thì không tiện treo ở trong phòng khách. Nó chỉ có thể trang sức cho một chiếc giày của ta mà thôi. Thầy có thể vẽ thêm một bức tranh nữa ở trên giày của ta không? Được chứ. Nhưng ông chuẩn bị trả bao nhiêu ngân lượng? Thầy muốn bao nhiêu thì tôi trả bấy nhiêu. 10 lượng. Không đắt lắm đâu. Là vàng. Lão phu thấy được rồi. Được, thầy vẽ đi. Ta chưa từng thấy có người nào tham tiền tài như vậy. Hạ tiện, thật là hạ tiện. Sư phụ, tôi không phải người như vậy. Tâm tịnh, buông xuống. Dạ, sư phụ. Buông cái gì xuống? Tham luyến tửu sắc tiền bạc là căn bệnh của con người. Cả người xuất gia cũng không thể bỏ được. Mẹ, thầy thuốc sẽ đến liền đó. Ta muốn hỏi xem chuyện hôn sự của Cổ Nham thế nào rồi? Dạ, con đã nhờ người xem rồi ạ. Tuổi của Cổ Nham hợp với tiểu thư nhà Điền và nhà Đàm. Bà Mai cũng nói hai nhà Điền Đàm cũng đồng ý cuộc hôn nhân này ạ. Dạ. Vậy thì tốt. Tôi lập tức đi đặt cọc lễ đính hôn. Mai ra có thể tẩy được bệnh của lão phu nhân nữa đó. Đúng, lập tức đính hôn. Lão phu nhân. Tiêu gia, cậu đã quỳ ở đây một ngày một đêm rồi, nên về nhà nghỉ ngơi một chút đi. Cổ Nham, huynh đi thiệt hả? Ừ. Vậy bao giờ huynh mới về? Không biết, huynh đi rồi, không có ai dạy tụi em học nữa. Đây, cuốn sách này mai mốt hai em tự học đi. Quên đi rồi á, mai mốt á tôi thiếu đi một tiên phong, cuộc sống sau này của lớp học vất vả lắm đó. Nhanh kìa, chú Tiểu tới rồi kìa. Rồi chú tiểu. Chú tiểu, chú mua nhiều lương thực như vậy để mang đi đâu? Chúng tôi về giang tây của chúng tôi nơi đó bây giờ bị hồng thủy chết rất nhiều người, quan phủ lại không có tiền lâu để cứu tế. Sư phụ tôi nhẫn nại dễ ở Tuyền Châu chính là vì kiếm tiền về giang tây mua lương thực cứu tế người bị nạn. Sao chú không nói sớm vậy? Sư phụ không có nói. Bây giờ tôi về rồi, nói với huynh cũng không sao. Nè, sâu chuỗi này tặng huynh đó. Tôi đi đây, có duyên thì gặp lại. Nè chú Tiểu, chú định đi đâu vậy? Tâm đến đâu thì tôi đi đến đó. Nếu không có tâm thì chú đi đâu? Nếu không có tâm, tôi có thể nói chuyện với chú sao? Hả? Hả?
Thiệt hả? Cậu nhìn thấy thiệt hả? Hôm đó em nói Quỳnh hổng nên mang theo mà. Đi Hồ Nam lần này đường xa xa xôi, đại nhân không mang theo một ít thuốc sao? Sao tiên sinh biết chúng tôi đi Hồ Nam? Muốn người ta không biết, trừ phi tâm không động. Nên đọc là muốn cho người không biết trừ phi mình không làm. Nếu tâm động làm sao làm được? Đại nhân, ở đây tôi có thuốc tốt thượng hạng. Vậy thì chúng tôi mua một ít, bao nhiêu ngân lượng? Tốt nhất là tùy duyên. Tôi thấy vị công tử này mặt mày phúc hậu, tương lai chắc hẳn rạng ngời. Thôi thì quyển sách thuốc này lão nạp cũng tặng cho cậu luôn, tương lai có thể dùng tới nó đó. Đa tạ, đa tạ. Thân thị Bồ Đề Thọ, tâm như minh cảnh đài, thời thời cần nhất phước, mạc sử nhà Trần Ai. Bồ Đề bốn vô thọ, tâm cảnh diệt phi đài, bổn lai vô nhất vật, hà sư nhà Trần Ai. Hàm Phong, năm thứ hai. Tiêu Ngọc Đường, Dinh Ưu, Thủ Chế, Cổ Nham theo cha đưa linh cốt bà nội và mẫu thân về Hồ Nam an táng. Mãi đến năm 17 tuổi mới trở về Tuyền Châu. Và Cổ Nham lúc này trong lòng đã có ý định xuất gia tu đạo. Tiểu thư, con có cái này nè. Có cái này nè con. Mau có cái này nè. Tuyền Châu. Tiểu thư, coi nè. Là đó, 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 cái đó đó. Lại kia, coi đằng kia đi. Ý tiểu đương tử đó, coi đẹp mắt quá ha. Ê, ê, ê. Nè, muốn gì đây? Muốn làm gì đó? Là ai vậy? Dám xí chuyện của người ta hả? Còn muốn gì? Thôi bỏ đi mà, Ushiki, đi thôi. Đi hả? Có thể nói đi là đi được sao? Hả? Coi nè, vô loại cướp mỹ nhân, con buông gạt cô đơn nè. Chuyện gì ban vậy? Ngày ban mặt, thật là mất mặt quá. Nếu nói nữa tôi sẽ đánh vào miệng của cậu. Đánh đi. Đánh. Nè, đánh một đi. Cái, đánh một cái trả 3 nè. Đồng, đá một cái đánh. Trả 5 đồng. Đánh đi. Nghe rõ chưa? Đánh một cái đánh ta trả 3 đồng, đá một cái ta trả 5 đồng. Tiểu tử, ta nói cậu nghe nha, trong thành Tuyền Châu này á, ta sống cẩu thả từ lúc 3 tuổi tới bây giờ chưa bao giờ lầm lẫn. Ta sẽ cho ngươi lầm lẫn đi. Ushiki, bỏ đi, loại người này không đáng. Chúng ta đi thôi. Đánh đi. Sao kỳ lạ vậy, sao không đánh đi? Ta thành Tuyền Châu này á, sống cẩu thả từ 3 tuổi, ta vẫn chưa từng thấy đến lúc nổi nóng vẫn không chịu động thủ. Nói thật chứ, sao mấy cô cứ ngăn cản hắn ta hoài vậy? Như thế chẳng phải muốn phá hoại chuyện tốt của đại gia ta hay sao? Cô phải để cho người ta có cơm ăn chứ. Đúng rồi, đánh đi, đánh đi, đánh đi. Đánh đi, đánh đi. Bọn vô lại các người, tránh ra đi. Chúng ta đi. Đừng đi, đừng có vội đi theo hát tử quan vậy. Chờ phải ngươi vừa nói hay quá, đánh một cái trả 3 đồng, đá một cái trả 5 đồng, tổng cộng là 8 đồng. Đi tìm tổ tông 8 đợt ngươi đi. Đi. Tiểu Lộc, hắn đánh ta kìa. Đại ca, hắn đánh ta. Đại ca, đây là chuyện tốt, chúng ta sẽ đòi tiền của hắn. Trời ơi, hắn không đưa tiền rồi bỏ đi. Tiểu Ngũ à, hỏi thăm địa chỉ của hắn đi. Hôm nay may mập có Win, cảm ơn Win nha. Sao mùi lại nói vậy? Đều là đám vô lại đó mà. Bọn người này, chúng ta đừng nên như họ. Win Shiki, em tới nhà rồi, cảm ơn Win nhiều. Win muốn ngày nào cũng nhìn thấy mùi. Win lại nói lời hồ đồ rồi. Nè, cuộc thi mùa thu năm nay Win có tham gia không? Đối với khoa cử, Win vốn không có hứng thú. Cha Win đã sắp đặt cho Win xong rồi. Trước tiên đến dưới trướng tướng quân Tàn Quốc Phan làm việc 2 năm, sau đó đi học Tây Vũ. Nhưng mà Win thực sự không muốn rời xa mùi.
Me.